Nên điểm mới cầu thủ của chúng ta sẽ ngừng khởi động. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đến với sao vàng Việt Nam đầu tiên cho mọi người nhé. Sau trận đấu đầu tiên thì đây sẽ là trận đấu thứ hai của giải đấu hội làng thôn Sơn Trung của xã Bình Định, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình nha mọi người nhé. Và đây sẽ là cuộc đối đầu giữa xe khách Mạnh Hùng với một đội hình dàn sao: Ngọc Thuân, Lê Đức Thuận, Cao Xuân Thao, tiền hai Quốc Hà, chủ công Phạm Văn Khả, chủ công Nguyễn Xuân Đức và ông bầu là Bùi Mạnh Hùng nhé. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu trận đấu thứ hai diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Thanh Tú, Đức Việt, Khắc Đức. Đức Việt tại phải của trọng tài Hùng Cháy nhé mọi người nhé. Đội bóng công kia là trận trước thua 2-0 chị ơi. Và Đức Việt tại trái của trọng tài nhất là đội hình không phát trên YouTube anh em ạ. Mạnh Hùng. Vâng, vâng, mọi người hãy dành tặng cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball một người thích trang, một người theo dõi, một người chia sẻ nhá. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin quý vị, chúng ta sẽ lộ một trọng tay thật to để cổ vũ cho trận đấu của các cầu thủ trong trận đấu này. Và như vậy, hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ sẽ cách Mạnh Hùng sẽ phát bóng và các cầu thủ xe điện Bảo Long sẽ nhận bóng. Cầu thủ tay chuẩn bị, hai đội chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Và đây là Thanh Tú, chưa thành công. Và đây là pha không thành công rồi. Cơ hội được trao cho vẫn còn. Đây là đường truyền dành cho Thanh Tú, chưa thành công rồi. Qua hấp dẫn cho pha bóng đầu tiên này. Ôi rồi, và điểm số đầu tiên, pha bóng đánh bóng tốt của Nguyễn Ngọc Vân. Không không nào để bảo vệ cho sân của mình. Ghi điểm cho cầu thủ công ty Sáng Anh Mạnh Hùng lần này, nhưng mà đội bóng thể hiện đẳng cấp rất cao, rất chuyên môn của cầu thủ. Ai trên YouTube nha anh em ơi. Nói hiện một trận đấu tốt rồi, và đây là Thanh Tú. Hay quá, tốt rồi. Điểm số là cân bằng 1-1. Sức mạnh. Mặc dù chiều cao của anh cũng rất tuyệt đối, anh cao khoảng 1m75 thôi, nhưng mà sức mạnh rất tốt. Bóng tốt của Thanh Tú ở vị trí biên này. 1-0. Bên phía đội bóng xe khách Mạnh Hùng họ đang sở hữu một đội hình và đối viên team anh em ơi. Bước một tốt của Sâu Tuyên rồi. Và đây là Lê Đức Thuận. Vẫn còn. Trọng tài bắt lỗi chạm lưới rồi và 2-1 cho xe khách Mạnh Hùng ở pha bóng vừa rồi. Trọng tài đã xác định là một cầu thủ của mọi người hãy cùng ủng hộ Sao Vàng Việt Nam với một lượt tích trạng theo dõi và một lượt chia sẻ cho mọi người nhé. Để mình khi mà mình phát trực tiếp thì các bạn có thể nhận được thông báo và vào xem ngay. Xin cảm ơn mọi người. 1-1 không tốt rồi. Bóng lỗi rồi. Ghi điểm thứ 3 cho cầu thủ. Bóng tốt của Lê Đức Thuận. 3-1. Đội trưởng của đội bóng Hà Nội. Bước một không tốt rồi. Và đây là pha đánh bóng từ biên bốn. Chắn bóng tốt của Nguyễn Xuân Đức. 4-1 rồi. Ghi điểm cho cầu thủ sẽ là phát bóng của một chưa tốt của Đức Việt, nhưng vẫn là một pha đánh bóng phòng thủ hay của Sông Tuyền. Và đây là Ngọc Phân, vẫn còn, vẫn là cơ hội tấn công. Phòng thủ tốt của Lê Đức Thuận rồi, và đây là Ngọc Phân. Rồi là trận bóng tốt rồi, 2-4 rồi. 2-4. 2-4. Thôi chửi anh Hà vừa thôi. Ok, chào anh Đôn nhá. Và đây là pha phát bóng. Bước một không tốt của Sâu Tuyền rồi. Vẫn là thành công. 3-4 rồi. Công ty Sách Mạnh Hùng đã có một pha xử lý không thành công trong pha bóng vừa rồi. Vừa rồi là một pha xử lý bóng không qua lưới. Điểm thứ 3 cho cầu thủ xe điện Bảo Long.
3 4. Vẫn còn. Đánh bóng đi nào Hùng Trái. Vẫn còn. Đường chuyền cho Ngọc Quân. Lần này thì đã có điểm rồi. 5-3. 5-3 dành cho Văn Khánh Mạnh Hùng. Bật cả đầu tay trắng cao thủ xe điện Bảo Long ra ngoài. Ghi điểm cho xe khách Mạnh Hùng. 5-3. Đây sẽ là pha phát bóng của Cao Xuân Thảo. Đội 1 tốt rồi và đây là pha tấn công. Phòng thủ hay của Lê Đức Thuận. Và chớp thời cơ tốt. Ghi điểm cho các cầu thủ xe điện Bảo Long trong pha bóng tranh chấp thành công vừa rồi. Ghi điểm cho các cầu thủ xe điện Bảo Long. 4-5. Đất điểm không qua lưới rồi. Bóng không qua lưới vừa rồi. Đã tạo điều kiện đất điểm thứ 6 cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. 6-4. 6-4 rồi. Mọi người hãy cùng ủng hộ Sa Vàng Việt Nam một lượt thích trang, một lượt theo dõi và một lượt chia sẻ cho mọi người nhé, mọi người nhé. Ngay khi mình phát trực tiếp các trận đấu thì mọi người sẽ nhận được thông báo và bảng xem này. Bóng chạm cọc rồi. Điểm số 7-4. Hai như vậy trọng tài đã xác định 7-4 dành cho xe khách Mạnh Hùng. Đã bóng rồi, cầu thủ xe điện Bảo Long đá chặt bóng. Bóng trai em ơi. Bóng đột giới hạn chiều cao của lưới và ghi điểm thứ 7 cho các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Và cái bóng rất mạnh, và bóng rất mạnh của cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Nhưng cầu thủ xe điện Bảo Long vẫn là Xuân Đức. Và bóng thứ hai rất mạnh. Để nói hàng thủ của các cầu thủ. Và bóng của Văn Khả. Xe điện Bảo Long. Và đây là Ngọc Quân. 5-7 rồi, pha đánh bóng không qua lưới của Ngọc Quân. Rất mạnh ở vị trí 6-7. Số 2 của các cầu thủ công ty xe khách Mạnh Hùng. Nhưng rất tiếc bóng không qua được lưới cái điểm. Được rồi các bạn. 5 cho cầu thủ xe điện Bảo Long. Bước 1 đẹp rồi và đây là Văn Khả. Một pha đánh bóng tốt của Phú Quốc Phạm Khả. 8-5 rồi. Cầu thủ công ty xe khách Mạnh Hùng. Ghi điểm thứ 8 cho cầu thủ công ty xe khách Mạnh Hùng. 8-5. Có thể nói là kỳ phục kỳ thủ hai cầu thủ của Hà Nội. Phạt bóng của Xuân Đức. Đội hình của hai đội tốt và đây là Đức Việt. Có thể nói rất mạnh. Không thành công. Và những pha bóng đập rất mạnh. 9-5. Và bóng đập không qua lưới của cầu thủ. Đây vẫn là vòng loại thôi. Và phạt bóng không qua lưới của Xuân Đức. Điểm số 6-9. Tấn công không qua được lưới. Điểm thứ 6 cho cầu thủ Sa Vàng Việt Nam. Một lượt thích trang, một lượt theo dõi và một lượt chia sẻ cho mọi người nhé. Để ngay khi mình phát trực tiếp thì các bạn có thể nhận được thông báo và vào xem ngay. Xin cảm ơn mọi người. Đây là giải ở thôn Sơn Trung, xã Bình Định, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình anh em ơi. Và đây là Đức Thuận. Một pha bỏ bóng tốt của Lê Đức Thuận. 16. Cuối sân của cầu thủ. Giải này có 3 đội thôi mọi người ơi. Đã lập nghiệp 10 cho cầu thủ của xe khách Mạnh Hùng. 16. Sau trận này là trận hay mọi người nhé. Sau trận này sẽ là tập đoàn xe khách Mạnh Hùng gặp với đội chủ nhà thôn Sơn Trung. Đây sẽ là pha phát bóng của Phạm Văn Khả. Bước 1 tốt của Hùng Cháy và đây là Đức Việt. Không phải đó là Thanh Tú. Và bóng tốt của Thanh Tú. Xe khách Mạnh Hùng ra ngoài ghi điểm cho xe điện Bảo Long 70. 70. Đinh Văn Duy, Duy Tuyến và Văn Hiệp. Đây sẽ là pha phát bóng của Đức Việt. Bước 1 tốt của Sầu Tuyền và đây là Ngọc Quân. Đánh bóng rất tốt của các cầu thủ 11-7. Xe khách Mạnh Hùng ghi điểm cho xe khách Mạnh Hùng 11-7. Nên là đường bóng chưa được thuận cho lắm. Theo Văn Hiệp chia sẻ là thủ tục tập đoàn một tốt rồi. Một pha bóng tốt. Tổng tài đã xảy ra và bóng rồi, các cầu thủ xe điện Bảo Long đã ghi được điểm. Ghi điểm cho xe điện Bảo Long. Cảm ơn 8-11. Bùi Mạnh Hùng. Đó là 500 rồi. Chắc chắn là đội mày đấy. 8-11. Còn video mà anh ơi, mai mình ấy sau. Em chào anh Thuận nhá. Xin Văn Điệp xin cảm ơn. Bước 1 tốt và đây là Cao Xuân Thảo. Một pha đánh bóng tốt rồi. 12-8. Tốt của các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Ghi điểm cho xe khách Mạnh Hùng 12-8. Anh chào Bùi Thành, Bùi Thành chẳng xem sớm tí, bố vừa ở đây sao? Nên xem bố chậm quá. Anh chào Bùi Thành nhá. Đây là pha đánh bóng của
đánh bóng đi ra ngoài rồi. Nhưng mà đã vậy, chạm lưới đã xác định cầu thủ chặn bóng của công ty khách Mạnh Hùng đã phạm lỗi tay chặn lưới ghi điểm thứ 9 cho cầu thủ xe điện Bảo Long. Điểm bóng 92. 92. Cầu này là đang cầu 3. Cầu 3 thì đến là Nguyễn Xuân Đức. Cầu thủ tốt của Xuân Đức rồi, Cao Xuân Thao chưa thành công. Và đây là cơ hội để tấn công. Ngoài rồi. Một pha bóng đi ra ngoài rồi vào 13-9. 13-9 dành cho xe khách Mạnh Hùng. Pha bóng ra ngoài của các cầu thủ. Gió quá anh em ơi. Lòng đã tạo điều kiện nâng điểm. Gió lạnh luôn rồi. Kể cho em nói cho các cầu thủ công ty xe khách Mạnh Hùng. Anh vào rồi nè, tôi chia sẻ nữa. Anh chỉ làm được lúc mà anh chưa vào thôi. Lỗi bóng dẫn lên, cầu thủ xe điện Bảo Long đã lỗi bóng xong và bóng vừa rồi ghi điểm cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng 14-9 và cầu thủ xe điện Bảo Long sẽ xin đổi ý ở lần đổi hiệp đầu tiên trong hiệp đấu này. Đây là những hình ảnh của cầu thủ bên phía địa chỉ là cổng trường cấp 3 mọi người cung cấp tất cả các phần này. Đầy VHD quần áo quần áo của Quan Nghiệp Vô Lê Bôn. Người có nhu cầu sử dụng quần áo thi đấu của nhãn hiệu VHD và Quan Nghiệp Vô Lê Bôn hoặc đầy VHD chỉ như này. Hết thời gian hôm nay rồi, chúng ta sẽ trở sân để tiếp tục thi đấu. Đây sẽ là pha phát bóng của em của Cao Xuân Thao. Phát bóng không qua, không qua lưới rồi. Cầu thủ xe điện phát bóng không qua được lưới ghi điểm cho cầu thủ xe điện Bảo Long 10-14. 10-14 rồi. Sơn Trung giữ khách lắm. Bình Định Sơn Trung giữ khách lắm. Đó là một tốt và đây là Ngọc Phương. Phạm Văn Lộc tấn công là rất tốt rồi. Cầu thủ xe khách Mạnh Hùng thể hiện là đã cấp và rất cao. Ghi điểm thứ 15 cho các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Và đây sẽ là pha phát bóng của Ngọc Thuần. Phát bóng tấn công rồi. Mic có vấn đề gì em? Tiếp của các cầu thủ công ty xe khách Mạnh Hùng ghi điểm thứ 16 cho Mạnh Hùng. Tiếp tục. Lần này thì Ngọc Quân đã phát bóng đi ra ngoài. Pha bóng thứ hai thì các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng đã phát bóng ra ngoài. Ghi điểm cho các cầu thủ xe điện Bảo Long. 11-16. Chuyền hai Lê Quốc Hà cú hiệu lao lên rồi. Một điểm chưa tốt của Xuân Đức. Úi trời ơi. Quả đây là bắt được rồi đấy. Đây là Thanh Tú. Bóng không qua. Sản bóng tốt. Ghi điểm cho các cầu thủ Mạnh Hùng 17-11. Ông trọng tài quen lắm. Anh Hùng ơi. Dài ở anh Hùng ơi. Thái Bình anh em ơi. Anh Hùng ơi. Người tài quen lắm. Và cầu thủ tốt của cầu thủ 18-11 sau pha bóng ghi điểm thứ 18 cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Là chủ công số 1 của đội tuyển Hà Nội mọi người nhé. Anh cũng đang góp mặt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiếp tục là phát tấn công. Nhưng lần này thì Xuân Đức lại phát bóng đi ra ngoài. Phát bóng ra ngoài. Ghi điểm cho cầu thủ xe điện Bảo Long 12-18. 12-18. Tiếp tục là phát bóng vào rồi cầu thủ xe điện Bảo Long đã phát bóng không qua được lưới. Tạo điều kiện cho điểm thứ 19 cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Đây là pha đánh bóng của Đức Việt. Bóng trong sân rồi. Trong sân. Đúng trong sân. Tổng tài đã xác nhận bóng và vừa rồi cầu thủ xe điện Bảo Long đã đập bóng trong sân ghi điểm cho xe điện Bảo Long. Nếu anh lên được một ca buổi tối hôm nay con điệp quan trọng lắm. Đây sẽ là pha màu áo nhiệt mọi người đây. Từ một tốt của Văn Tuyên.
đó là cao phần nào một pha đánh bóng tốt, rất tốt của các cầu thủ xe khách Bạch Hùng, thể hiện sự tập luyện dẻo dai và 20-13 hiểu ý chào rất tốt của mọi người xem mạng ổn không mọi người ơi, rồi mọi người xem mạng ổn không, bạn Tùng Mai bảo mạng kém này, 20-13 đây là pha đánh bóng của Thanh Tú, đánh bóng tốt, 14-20 ổn anh, ok cảm ơn em. Mạnh Hùng sập này. Hiện tại bây giờ thì anh Trần Văn Tú điểm số bây giờ đang là 14-20 rồi, ok chị Hiến nha. Hai ông này đi với đội nào chia sẻ với mọi người nha. Và phát bóng không qua lưới của Thanh Tú. Tất nhiên là phát bóng vừa rồi, cầu thủ xe lê bảo long đá ra bóng không qua được lưới. Đi đến Đức Long Gia Lai. Okay, hiện cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Bây giờ xin cảm ơn 540 anh chị em. Đây là pha phát bóng của Lê Đức Thuận. Khả năng anh Mạnh Hùng về được chính đúng rồi, anh Thanh ơi, anh về được chính rồi. Đó là một pha bóng đi ra ngoài vùng cháy rồi. Nhưng mà phải quan trọng sau đấy. Như vậy tổng tài đã xác định nhà phát bóng vừa rồi, cầu thủ xe đẹp và lòng đã đánh bóng ra ngoài ghi điểm cho xe khách Mạnh Hùng 22-14. Hai bạn thân phúc nào đấy dạ các bạn. Như em gặp anh Quang số lách rồi. Facebook của cả đây là pha đánh bóng. Vẫn còn. Đây là đường truyền. Tốt của Lê Đức Thuận rồi. Và đây là Ngọc Phân. Đã có lỗi chạm lưới của Hùng Cháy rồi. Ngọc Sơn chia sẻ. Tổng tài đã xác định nhà giao thủ của trong phòng bóng vừa rồi đã phạm lỗi ghi điểm cho các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng 23-14. Cầu thủ xe đẹp bảo long xin không chia sẻ với anh em mà Lê Quốc Hà chưa được truyền cho đội tuyển quốc gia Việt Nam bao giờ. Từ bé giờ luôn, từ bé giờ. Từ bé bây giờ mọi người ạ, đây là ông chủ của tập đoàn xe khách Mạnh Hùng. Thực ra trời to mồm lắm mà Phan Hiệp, thực ra trời rất đáng đoán. Chia sẻ với mọi người là đấy. Còn phía sau của hôm nay nó to mồm lắm. Những hình ảnh của đội bóng Trần Giáp mọi người nhá. Trần Giáp đó là chồng của vừa hai nhiệm vụ vừa thi đấu vừa điểm số bây giờ đang là 23. Thời gian hội ý hai đội chúng ta sẽ trở một sân để tiếp tục thi đấu ở chỗ này. 23-14 nghiêng về cao thủ xe khách Mạnh Hùng. Anh lắng nghe được không? Bàn bóng phản chắn cầu thủ xe khách Mạnh Hùng ra ngoài ghi điểm thứ 15 cho cầu thủ xe điện Bảo Long. Không khác chơi bóng của xe điện Bảo Long mọi người nhé. Thì trẻ hơn, yếu hơn nhưng các em vẫn đang thể hiện được một cái gì đó thể thao ở đấy mọi người. Bước một tốt của Lê Đức Thuận và đây là Ngọc Phân. Ngọc Phân. Và đánh bóng là bật chặt cầu thủ 24-15 và điểm vào lòng ra ngoài ghi điểm cho xe khách Mạnh Hùng 24-15. Chia sẻ với mọi người đó là pha bóng đầu sau của Lê Quốc Hà chia sẻ nhưng mà thật ra là lừa chắn những hai chắn. Lừa những hai chắn thôi. Đây sẽ là pha phát bóng của không lừa được sinh viên, lừa được vậy chứ không lừa chắn được sinh viên. Đánh bóng qua lưới rồi. Ghi điểm thứ 25 cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng 25-15. Và như vậy là kết thúc trận đấu đầu tiên. Cầu thủ xe khách Mạnh Hùng đã đặt lên lên trận trước và trận đấu thứ hai của trận đấu này. Mọi người tạm giành chiến thắng trong hiệp đấu tiên, hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục thi đấu ở hiệp đấu thứ hai. Chia sẻ với mọi người là ông chủ Vinh Quận, ông Quận là chủ của chuỗi nhà xe điện Bảo Long, hiện tại đang cung cấp xe điện Bảo Long tại trung tâm chợ gốc xã Bình Thành. Chú Giải ơi, quý về à? Hôm nay đây là ra đây luôn đây. Ừ, đi ra đây, ra đây. Đây là tôi cháu đang đang quay à? Chú nhá, hình ảnh. Đây đâu cái gì? Đây đây nè. Có. Nhiều người xem quá đồ hơn không mơ. Chú cảm ơn hôm chiều chia sẻ cho chú đi. Chú ngoài anh em bảo mạnh mốc đi làm đi. Hôm nay là ngày hội của đội tuyển Bình Thanh mọi người nhá. Tập thể là đội tuyển Bình Thanh, còn cá nhân đó là anh Hùng Quận, chủ của xe. Mọi người nghe âm thanh có bị bé không mọi người nhỉ? Xin chào Dương Ca, anh chào Phạm Quân, cô chia sẻ cho anh đi. Nghe âm có bị bé không? Đúng rồi, thanh lòng ạ. Anh vẫn nghe bình thường à? Chuẩn ra là xem sinh viên chơi là hay nhất. Bạn Chiến Bùi ơi, mình có hỏi mọi người vẫn bảo bình thường nhá mọi người nhá. Mọi người nghe có bị bé không? Không cháy ơi. Hùng ơi. Có lương tay xe nhất không?
chào bạn. Không có đâu, không có đâu, anh em muốn. Xin chào bạn Phương nhé, đánh ở sân nào? Sân ở Đình Chức Tranh. Đường Chức Tranh nghe, Đình Chức Tranh. Có à, ok. Tôi là một bạn nam là bình nhàn của Phương Sơn Trung nhá. Tại đang chơi hàng hôm nghe thử biết nào bạn là Phương Sơn. Tiếng bên ngoài to hơn tiếng bình luận nhá. Ok, Thanh Đồng. Xin chào bạn Nam Ben. Thế thời gian nghỉ giải hiệp, hai đội chúng ta sẽ trở vào sân để tiếp tục thi đấu. Ok, mình sẽ cố gắng nói to hơn nhá mọi người nhá. Thi đấu thứ hai bắt đầu. Bước một tốt của Duy Tuyền và đây sẽ là pha đánh bóng của Lê Đức Thuận. Và pha bỏ bóng tốt của Lê Đức Thuận và điểm số đầu tiên thuộc về Sai Khách Mạnh Hùng 1-0. Ok chị Mai Trang nhá. Rất bay mọi người ạ. Phạt bóng quá khó và đây sẽ là pha đánh bóng điều chỉnh rồi. Bóng không qua bóng không, không qua lưới và điểm số 2-0 dành cho Sa Khách Mạnh Hùng. Và lòng cái điểm thứ hai cho cầu thủ Sa Khách Mạnh Hùng. Mọi người ở lại like. 2-0. Trận này là phát điểm sẽ giữ nguyên like luôn. Đây sẽ là pha phát bóng của Lê Đức Thuận. Thi đấu với cả đội chủ nhà Thôn Sơn Trung. Thôn Sơn Trung thì có biên hai của Thanh Tú. Và đánh bóng tốt rồi và 1-2. 1-2 dành cho Sa Khách Bảo Long. Xe điện Bảo Long ghi điểm đầu tiên cho anh em. Đã thấy âm thanh đã tốt hơn chưa mọi người? Đã thấy âm thanh tốt hơn chưa mọi người nhỉ? Và đây sẽ là pha phát bóng của Thanh Tú. Chuyển một tốt rồi. Pha đánh bóng tốt của Cao Xuân Thảo. Bóng tốt của Cao Xuân Thảo. 3-1 dành cho Sa Khách Mạnh Hùng. Sa Khách Mạnh Hùng. Cũng hơi gió mọi người. Nhưng mà nhiều tình huống truyền một. Và ngay sau đó thì Cao Xuân Tào sẽ là người phát bóng. Đây là pha tấn công nhanh, một pha tấn công tốt. 2-3. Và đánh bóng tốt của cầu thủ Sơn Điện Bảo Long. Ok anh. Ở vị trí số 3. Chào Thu Thu nhá. Hơi mờ anh ơi, người bảo mờ, người bảo nét. Người bảo bé, người bảo to. Và đây là Ngọc Thuận. Đó là một pha đánh bóng tốt của Ngọc Thuận. Rất tốt của là điểm số 4-2 thì Ngọc Thuận Mạnh Hùng. Của bà con thôn Xuân Trung, bà con của xã Bình Định. Tất cả bà con. Và tiếp tục sẽ là pha phát bóng của Ngọc Thuận. Đang xem trực tiếp tại sân qua live stream. Rất mong. Ôi giời ơi. Ngoài rồi. Một pha phát bóng đi thẳng ra ngoài của Ngọc Thuận và điểm số 3-4 dành cho Sa Khách Bảo Long. Sa Khách Mạnh Hùng đã đầu tiên đã điểm thứ 3. Mình không đánh nha bạn nhá. Giải ở Kiến Sương Thái Bình anh em ơi. Và đây sẽ là pha phát bóng của Sa Khách Bảo Long. Bước 1 tốt của Nguyễn Xuân Đức và bỏ bóng ngay của chuyền 2 Quốc Hà. Và bóng tốt 5-3. Của chuyền 2 bên phía Sa Khách Mạnh Hùng đã đặc biệt nâng điểm 5 cho cầu thủ Sa Khách Mạnh Hùng. Và đây tiếp tục sẽ là pha phát bóng của Nguyễn Xuân Đức, chủ công của câu lạc bộ Hà Nội. Bóng vẫn còn. Đây là Đức Thuận. Đó là một pha đánh bóng tốt của Lê Đức Thuận và điểm số 6-3 dành cho Sa Khách Mạnh Hùng rồi. Điểm cho cầu thủ đội tuyển Sa Khách Mạnh Hùng 6-3. Điểm bóng 6-3 cho Sa Khách Mạnh Hùng. Vẫn còn. Và đây là Hùng Thái. Chắn bóng tốt của Lê Đức Thuận rồi. 7-3. Một pha chắn bóng cho các cầu thủ Sa Khách. Không đi được đâu của Lê Đức Thuận. Và đây sẽ là pha phát bóng của Xuân Đức. Đức Việt đập bóng không qua lưới rồi và 8-3. Bóng chuyền qua lưới của cầu thủ Sa Điện Bảo Long. Ghi điểm cho cầu thủ Sa Khách Mạnh Hùng. Khả năng bắt bài 8-3.
Cầu thủ xe điện Bảo Long xin hội ý. Như vậy xe điện Bảo Long đã xin hội ý rồi. Đây là những hình ảnh của đội bóng chuyền của xe khách Mạnh Hùng, ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu này. Họ có sự huấn luyện của huấn luyện viên Trần Văn Giáp, huấn luyện viên đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Lesenco Thái Bình. Đúng rồi, trận này thì hơi nhà những trận sau. Sau trận này lại để lai luôn. Cầu thủ của xe khách Mạnh Hùng phát bóng. Để lai luôn, để luôn. Đây sẽ là pha tấn công của Đức Việt. Úi giời. Ừ. Bóng vẫn còn cao lên. Đây là Hùng Cháy. Pha đánh bóng tốt của Hùng Cháy. Bóng ra ngoài. 4-8 rồi. Tổng tài đã xác định pha chạm bóng vừa rồi. Cầu thủ xe khách Mạnh Hùng chạm bóng ra ngoài, ghi điểm cho xe điện Bảo Long. 4-8. Phát bóng của Hùng Cháy. Bị một tốt của Sâu Tuyền. Và đây là bò nhỏ. Vẫn còn. Sau 3-2 rồi. Và đây là Lê Đức Thuận. Và bỏ bóng và tốt. Kỹ thuật hạt điểm rất tốt của cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Ghi điểm tiếp theo cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng 9-4. Chọn phương án là rút cương rút cương mọi người. Và đây sẽ là pha phát bóng của Phạm Khải. Bị một tốt của Hùng Cháy rồi. Và đây là Đức Việt. Không cầm bóng không qua. 14 rồi. Ghi điểm cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng 14. Một tốt của Thanh Tú và đây là Thanh Tú. Lần này là một tốt ở vị trí 50. Số 2 của các cầu thủ xe điện Bảo Long. Cầu thủ mang áo số 6. Chiều cao thì rất được tốn nhờ nhưng có sức bật rất cao và những phản ứng rất mạnh. Thể hiện là đẳng cấp chuyên môn rất tuyệt vời. Có thể sánh ngang cùng với các cầu thủ quốc gia. Chưa tốt rồi và đây là Lê Đức Khoan ra ngoài rồi. Ngoài rồi. 60. Tổng tài đã xác định quả bóng là vừa rồi cao thủ sẽ cắt Mạnh Hùng đập bóng ra ngoài. Ghi điểm cho xe điện Bảo Long 60. 60. Một điểm nữa thôi là cao thủ xe điện Bảo Long sẽ san hòa tỷ số trong trận đấu này. Cao thủ xe điện Bảo Long 4 điểm. Bước một tốt của Libero ơi. Tất nhiên không hiểu với nhau trong quả bóng vừa rồi. Đây là pha đánh bóng của Đức Việt. Ngoài sân. Đặt bóng ra ngoài. 70 rồi. Ghi điểm cho xe điện Bảo Long 70. Bóng ra ngoài. Rất tiếc. Ngoài rồi. Rất tiếc quả bóng vừa rồi cầu thủ xe điện Bảo Long đã phát bóng ra ngoài. Ghi điểm thứ 11 cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Và đây sẽ là pha phát bóng của Trần Hải Quốc Hà. Bước một tốt của Đức Việt rồi và bỏ bóng vẫn còn. Pha cứu bóng không thành công của Xuân Đức và điểm số 8-11. Xe điện Bảo Long. Ghi điểm cho các cầu thủ xe điện Bảo Long 8-11. Đây sẽ là pha đánh bóng của Thanh Tú. Phòng thủ tốt của Xuân Đức rồi và đây là Đức Thuận, vẫn là một pha bỏ nhỏ. Điểm số 12-8 dành cho xe khách Mạnh Hùng. Rất tốt của cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Ghi điểm bàn thứ 12 cho cầu thủ xe khách Mạnh Hùng trong quả bóng vừa rồi. Vẫn còn. Đây là pha đánh bóng của Thanh Tú. Chắn bóng không thành công của Ngọc Xuân. 9-12. 9-12 dành cho xe điện Bảo Long. 3 điểm thôi mọi người ơi. 3 điểm thôi xe điện Bảo Long ơi, cố lên. Bước một tốt rồi và đây là Cao Xuân Thao. Một pha bỏ bóng tốt. 13-9 rồi. 13-9 dành cho xe khách Mạnh Hùng.
Và ngay sau đó thì Cao Xuân Thảo sẽ là người phát bóng ở pha bóng này. Đúng một tốt của Thanh Tú và đây là Hùng Cháy. Và đánh bóng tốt từ biên hài Hùng Cháy và 10-13. Rất tốt của cầu thủ số 9 bên phía xe điện Bảo Long đã thực hiện cái việc thứ 10 cho công ty xe điện Bảo Long. Bước một chưa tốt của Lê Đức Thuận, sang bóng của Xuân Đức rồi. Ơi, một pha bỏ bóng không thành công và 14-10 dành cho xe khách Mạnh Hùng. Tại điểm thứ 14 cho các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Đây sẽ là pha phát bóng của Ngọc Thuần. Và phát bóng không qua lưới và điểm số 11-14. Bước một tốt của Lê Đức Thuận và đây là Xuân Đức. Chắn bóng không thành công và điểm số 15-11 cho xe khách Mạnh Hùng. Ghi điểm và được 15 cho các thủ công ty xe khách Mạnh Hùng trong pha bóng vừa rồi. 15-11. Và đây sẽ là pha phát bóng của Xuân Đức. Bước một chưa tốt của Hùng Cháy nhưng đây là Đức Việt. Chắn bóng tốt của Phạm Văn Khả và 16-11 rồi. 16-11. Anh có khả năng chắn chéo là cực kỳ hay. Anh cũng từng tham gia và thi đấu cho rất nhiều các cấp câu lạc bộ rồi. Bước một tốt của Thanh Tú và đây là Đức Việt. Gõ bóng rồi. Và hàng sau của Ngọc Thuận. Một pha đánh bóng tốt từ hàng sau 32. 17-11 rồi. 17-11 cho xe khách Mạnh Hùng. 17 cho cầu thủ công ty xe khách Mạnh Hùng trong là bóng giờ. Bước một tốt rồi. Và đây là Hùng Cháy. Rất tốt của vẫn còn đường truyền dành cho Lê Đức Thuận. Một pha đánh bóng tốt 18-11 rồi. Bật trận đấu tài sản cao thủ xe điện Bảo Long ra ngoài. Quá khó cho cầu thủ bên phía xe điện Bảo Long. Xe khách Mạnh Hùng. Cầu thủ xe điện Bảo Long cố lên. Hội ý. Cầu thủ xe có hội ý rồi. 18-11. Sẽ là cuộc trận thắng của xe khách Mạnh Hùng. Hết thời gian hội ý, hai đội chúng ta sẽ trở vào sân để tiếp tục thi đấu. Và cùng trở lại nào. Và phát bóng của Xuân Đức. Bước một tốt rồi, sang bóng luôn. Và đây là không được rồi. Bật phòng thủ tốt của Đức Việt. Và chắn bóng thành không thành công của Lê Đức Thuận và 12-18. Bóng đang rơi trên sân của các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. 12-18. Đây sẽ là pha phát bóng của Hùng Cháy. Bỏ bóng ngay của Chuyền Hải Quốc Hà. Kỹ thuật đặc điểm là một cầu thủ chuyển đổi thời gian thể nghiệm. 19-12 rồi. Của cầu thủ quá khó cho xe điện Bảo Long. Anh đã từng là một vận động viên rất chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là pha đánh bóng của Thanh Tú. Thanh Tú không qua được tay chắn của Cao Xuân Thảo và Lê Đức Thuận. Của các cầu thủ 20-12. Hầu như quả đấm nào cũng chạm vào hàng rào tay chắn. Phát bóng rất bay. Đây là pha đánh bóng của Lê Đức Thuận. Bóng vẫn còn, điểm 4 cho Lê Đức Việt đi. Vẫn còn. Và sự bóng bọc chân rất tốt của cầu thủ Thanh Tú. Một chắn của Lê Đức Thuận rồi. Rất tốt của cầu thủ số 1. Quý vị chúng ta sẽ có một tràng pháo tay ạ. Đặt cho được rồi ạ. Để cổ vũ tinh thần thi đấu của cầu thủ quá hay của Lê Đức Thuận. Vừa rồi.
con. 22-12 rồi. 22-12. Và lại tương lai cùng theo dõi lễ vận động quốc gia. Chắc lại trận sau thế thôi. Tất lượng của khởi động. Đó là cuộc đối đầu của xe khách mạnh. Và đánh bóng tốt của Đức Việt. Tài sản rất tốt của 13-22. Đội tuyển Tôn Trương Trinh thì có sự góp mặt của chủ công Phạm Văn Điền, và phụ công Duy Tuyến cùng đội đặc biệt rất cần là Bùi Văn Mạnh, Văn Đô và Quốc Anh. Quốc Anh một tốt của vẫn còn. Lỗi chạm lưới của Lê Đức Thuận rồi. Lưới rồi. 14-22. Trận bóng của xe khách Việt Hùng đã phạm lỗi tay chạm lưới ghi điểm cho các cầu thủ xe điện Bảo Long. 14-22. Chỉ có đánh như thế với đánh đổi vào cho. Thôi em chịu rồi anh ơi, em chịu rồi anh Long ơi. 23-14. Ghi điểm cho các cầu thủ xe khách Việt Hùng. 23-14 rồi. 23-14. Bóng của truyền hai thợ cũ Lê Quốc Hà. Và đây là Đức Việt. Và đánh bóng tốt. Phần chắn thẳng ngoài của các thủ xe điện Bảo Long. Ghi điểm cho xe điện Bảo Long 15-23. 86-87. Nhưng Lê Đức Việt không phá cắn tay công. Thế là hay rồi. Tiếp tục sẽ là pha phát bóng của Đức Việt. Ngọc Thuận. 24-15. Rất bài bản của các như vậy là đã có match point dành cho các cầu thủ bên phía xe khách Mạnh Hùng rồi. Họ chỉ còn cách chiến thắng. Vâng, như vậy là còn một điểm số đó thôi, là một điểm số nữa thôi. Chắn ở đâu? Sẽ phải đi trước trong đấu này và giành chiến thắng chung cuộc. Bước một tốt. Và đây là Thanh Tú ra ngoài rồi. Như vậy là kết thúc trận đấu. Quả bóng đập ra ngoài của các cầu thủ xe điện Bảo Long đã tạo điều kiện đáng được thứ 25 cho các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng. Và như vậy kết thúc trận đấu này, các cầu thủ xe khách Mạnh Hùng đã thắng các cầu thủ xe điện Bảo Long với tỷ số là 2-0. Vâng, hoàn thành chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ban đạo cũng như các cầu thủ xe điện Bảo Long.